Đây nha anh chị nhá, em cắm dây vào rồi. Giờ em lại khởi động cho cô chú anh chị xem là anh chị cảm nhận khi là anh chị nào đã mua cái loại pin mà 50.000 mAh rồi chạy quạt xem nó bằng mức số 2 của Kenco nhá. Mức số 2 là sao nào, chín mấy vôn nhỉ? Mức số 2 là 9V nữa này. 7V này, 9V này. 11V này. 14V. Đấy, để cô chú anh chị cảm nhận được nó. Giữ quạt khởi động lên số 2. Lên từ từ ạ. Đấy, đây là mức số 2. Cái quạt mà nó in 50.000 mAh ấy, bây giờ nó in rất nhiều hãng, chạy không mạnh bằng cái này nữa. Không mạnh bằng cái số 2 nữa. Đây là số 2 của Kenco nhá. Đấy, số 2 này. Số 3 11V. 11V ạ. Đấy, chị cảm nhận không? Khi mà mình dùng để nói là hàng thật đi, mình dùng chưa chắc là đến 11V, mình chỉ dùng mức 7V của nó đã mát lắm rồi. Đấy, đây 14V này. Đây, đấy, chị cảm nhận rồi. Đây không? Rồi em sẽ hạ xuống này. Chưa cần đến mức to của nó của chú anh chị nhé. Đấy là một bộ quạt Kenco thì sẽ gồm một cục pin này, một cục, hai cái quạt này, một cái dây cáp kết nối và một cục sạc này. Hộp bao bì của người ta đây ạ. Đây, hộp bao bì đây ạ. Đấy. Ok, video ngắn chào tất cả của chú anh chị và bạn. Cô chú anh chị, các bạn mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Em sẽ để trên màn hình của video này hoặc có thể inbox qua Zalo. Ok. Đấy. Vâng, lần đầu tiên thì xin được chào tất cả các bác nhá. Các bác đam mê cái môn áo quạt điều hòa. Thì đầu em xin giới thiệu, em tên là Mạnh Hiệp ở Bắc Giang. Địa chỉ của em ở đồng Hưu Yên Thế Bắc Giang. Rất nhiều anh em khi mà em cho địa chỉ là đến tận nhà mua hàng. Ok, đây là điều đầu tiên. Gần tỉnh lộ nhà em, gần tỉnh lộ 242, cách thị trấn Bố Hạ 5 km. Thì anh em đến thị trấn Bố Hạ ở em chỉ đường vào tận nhà. Ok, em lại xin được giải pháp trả lời một số câu hỏi của các cô chú anh chị và các bạn thắc mắc về áo quạt điều hòa. Đầu tiên là nhiều người ấy bảo là hàng cái gì, cái hàng em đang bán hàng Kenco này, bảo nó đắt thế à? Vâng, đắt thế ạ. À? Vâng, chị xin xưa thưa mấy cô chú anh chị là hàng Nhật thì nó không bao giờ có giá rẻ, mà hàng giá rẻ thì không bao giờ là phải hàng Nhật. Ok, chắc chắn là như thế đúng không ạ? Trên thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ nó đang nhiễu loạn, tất cả nó đều in mark là made in Japan. Đơn giản như em nói này, một để em dẫn chứng xong em trả lời tiếp những câu hỏi mà rất nhiều người anh chị điện đến hỏi em. Có những bác mà điện đến ý bảo là bác rất cảm ơn, bác cảm ơn bởi vì nếu xem được cái video của cháu là bác sẽ không mua những cái đồ ấy nữa, bác chuyển sang dùng hàng Nhật. Rất cảm ơn. Nhưng có những người bảo là cháu, sao cháu không lên video sớm hơn, chuyện cháu lên video hơi muộn bởi vì bác mua mất rồi. Bác biết là bác mua về gọi là cục lợ rồi, hàng phớt hàng đều rồi, nhưng bác mua giá không rẻ tí nào cả, không rẻ tí nào, thậm chí là đắt hơn cả hàng Kenco cơ. Đấy, không rẻ tí nào anh chị ạ. Rất nhiều người cảm ơn, có đặc biệt có một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh về anh điện với anh cảm ơn, anh rất cảm ơn. Và nói anh mà có xem video này thì em nói với anh này, trước em sống ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm, em sống ở Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ đó là ấp 12 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Cái đường đấy nó gọi là tỉnh lộ quốc lộ 22 thì phải, em nhớ không nhầm, tỉnh lộ 8 đúng không, trên tỉnh lộ 8 quốc lộ 22 là hướng lên thành phố Hồ Chí Minh, em hay đi thành phố chơi.
rất hay đi lên cái chợ Nhật Tảo ấy. Cái chợ Nhật Tảo là một cái chợ phải nói là khá nổi tiếng ở Việt Nam mình. Anh chị lên đấy anh chị muốn hàng gì cũng có, riêng hàng điện tử. Bây giờ em không biết nó còn không, tại vì em về cái đây là 15 rồi. Muốn in mác gì cũng được, giá nào cũng chơi, tất cả mọi thứ, muốn đồ xịn, đồ không xịn, đồ vân vân, đồ gì cũng có anh chị ạ. Đấy, đấy là chợ Nhật Tảo. Đấy. Và anh bảo là em nói thật với anh, ngày xưa em sống thành phố Hồ Chí Minh em học được cái tính đức tính gọi là thật thà. Đấy, là chính từ người miền Nam người ta dạy cho em. Nói chung là người miền Nam thì người miền Bắc cũng thế, sẽ có người tốt người xấu. Nhưng mà em sống 10 năm ở trong đấy, chưa bao giờ người ta để cho em thiệt, em nói thật với anh đi. Riêng người miền Nam người ta không bao giờ để chơi bạn bè, người ta không bao giờ để cho thiệt. Kiểu gì người ta cũng thiệt, anh chị hiểu thế. Sống quá tuyệt vời đúng không ạ? Thôi. Nói chung là câu chuyện là trải nghiệm nó dài dòng. Đấy em lại nói về cái vấn đề pin. Rất nhiều anh chị này, có một cái anh ấy điện về anh bảo anh mua cục pin của em. Anh bảo anh em ơi, cái người ta bảo là phân biệt cái cục pin là gõ ở đây này. Nếu mà nó kêu cục cục ấy là pin đều, còn nếu mà đặc là pin xịn. Ok. Thì em mới bảo một câu thôi. Thì anh bảo người ta pin đặc phải không? Anh bảo nó bóc ra xem lõi. Xem là hai cái thỏi pin bên trong ấy, nó như thế nào, nó có giống nhau hay không, hay là nó chỉ là cái tem ở bên ngoài thôi. Thì em nói thật với anh này, bố nó cũng không dám bóc ra, chưa, bố nó cũng chẳng dám bóc ra, chỉ có em dám bóc ra cho anh cô chú anh chị xem là bên trong cái lõi pin, cái thỏi pin của nó như thế nào. Ok không ạ? Tí nữa em lại bóc cho chị, cô chú anh chị xem. Những người nào mà chưa xem được cái video của em ấy, video hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cái gì, cái Kenco này. Tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết về nó cho cô chú anh chị xem. Xong là đó, mai hoặc ngày kia cái lô hàng mới của em về, một cái lô hàng rất lớn của em nó về, em lại quay cho cô chú anh chị xem. Và tiếp tới đến tầm một thời gian tới, nếu mà có thời gian rảnh em sẽ xuống tận tổng kho của nó ở dưới Hà Nội kia để quay cho cô chú anh chị xem cái kho hàng của Kenco ở Việt Nam nó như thế nào, nó lớn đến như thế nào, mà cái lượng hàng người ta bán ra thị trường nó như thế nào, để xem cái hãng Kenco nó uy tín như thế nào. Ok không? Đấy thì bây giờ là nói về cái vấn đề pin, họ ghi cái thông số bên ngoài, thậm chí bây giờ nó lộ liễu như thế này, này. Nó lộ liễu quá, bởi vì nhiều người xem chỉ cần tinh ý cái nó để ý là biết ngay. Bên thì in là Japan, bên thì in là Kitawao cái gì, có bên thì ghi là Daiki. Nói chung là nó nhái tất cả thương hiệu luôn, như cùng một mẫu pin mà cùng một mẫu quạt đấy, nó pin vẫn là 50.000 mAh, nó ghi pin 50.000 mAh. Và thực tế em đã ra một cái cửa hàng ở cạnh nhà em này, cách đây khoảng 5 cây có một cửa hàng, em thử cái bộ quạt đấy. Anh chị biết sao không ạ? Cái dòng ra của nó chỉ được 7V thôi. Đây này. Thậm chí em nghĩ nó không đến 7V đâu. Nó chỉ bằng số 2 thôi của cái bộ Japan là này. Đấy, nó chỉ bằng số 2. Nên tại sao nó người ta bảo là chạy được 15 cho đến 20 mấy tiếng. Đấy là nhiều người tưởng là cái thời gian chạy được lâu hơn này là cái cục pin nó sẽ lâng lên là đủ 50.000, nhưng không phải. Đây pin 40.000 nó to như này này. Nếu cục pin 40.000 nó phải to này, còn nếu nó dài nó sẽ dài như này này. Đấy, còn pin 50.000 mà vẫn bằng này ấy thì 50.000 ở cái này thôi, ở cái tem thôi chứ không phải ở trong ruột. Ok không ạ? Bây giờ nó in cái mẫu đấy là nó in trên thị trường phải nói là nó nhái quá nhiều mẫu luôn, có thằng nó dám in cả Kenco vào luôn, và nó giới thiệu đây là quạt của Kenco, hàng Nhật Bản luôn, sợ chưa? Cả Azuki mới lại Kita cái gì, nói chung là nó in tất, bây giờ nó không ngán gì cả. Anh chị hiểu không ạ? Một cái mẫu đấy pin 50.000 đấy, thằng này in 12V, thằng in 17V, thằng này in 18, thằng in 20V. Nhưng thực chất dòng của nó ấy, nó yếu hơn cả cái thằng này, cái thằng Japan này 12V này, chạy đến số 2, thậm chí nó yếu hơn cả cái thằng này. Đấy. Thế mà dám in bố láo thế để nó kéo dài thôi, cái thời gian chạy, để nhiều người người ta lầm tưởng là cục pin của nó là gì cả, dung lượng cao. Ok không ạ? Đấy. Đấy là cái vấn đề lớn nhiều người sẽ bị. Đây là em lại bóc cái cục pin này. Đấy, anh chị nghe em bóc rất đơn giản, nhiều bạn hôm
Hàng ngày cũng có những cái bạn điện đến hỏi anh em mở cục pin ra như nào, em vẫn gửi video cho cách mở ra đấy, mở ra mà xem. Đấy đây này, cục pin này em mở ra rồi này, ok không ạ? Đây, xeo pin này. Nhìn mờ nhỉ. Tí nữa em quay cam sau. Trên một cái xeo pin như thế này này, anh chị phải hiểu, trên một cái xeo pin như này này, nó chỉ có mua không phải xeo pin mà một cái cục pin, một cái thỏi pin như này. Đây, nó có hai thỏi nhá, dính chắc lắm. Đây, nó sẽ có hai viên pin đúng không ạ? Đây này, pin này của nó thì không phải chê rồi, pin này, pin này của nó em ra tiệm điện thoại di động điều tra rồi, pin này rất tốt, không phải pin không tốt, họ bởi pin này rất chi là tốt. Đấy, không phải cái loại pin cell kia đâu. Đây nó chỉ có hai viên như này thôi. Trong cục 50.000 nó cũng chỉ có hai như này thôi. Chấm hết. Và mỗi viên như này là 10.000 mAh. 10.000 mAh. Thì trong hai viên này là 20.000 mAh. Ok không ạ? Chứ không có 50.000 đâu. 50.000 à, 64.000, 74.000. Em để xem từ giờ đến cuối năm có thằng nó sẽ in lên 100.000 mAh. Nhưng mà lúc đấy thì nó sẽ phải giảm cái quạt xuống còn 5V thôi. Thì anh chị hiểu không ạ? Để là kéo dài cái thời gian ấy. Cái thời gian chạy. Còn cái vấn đề can thiệp đấy là em khẳng định với anh chị là người Việt Nam can thiệp chứ không phải người Trung Quốc. Người ta can thiệp như thế để làm gì ạ? Để về người ta lừa đảo. Ok không ạ? Bán hàng đều. Fake, cái hàng nó nhập rất rẻ luôn. Chào hàng em nhập rất rẻ, rẻ hơn cái hàng Japan em đang bán này này. Cái hàng cũ của em này. Rẻ hơn rất nhiều so với hàng này. Nhưng mà em không nhập về bán. Bán cái này lãi hơn rất nhiều luôn. Anh chị hiểu không ạ? Nhưng em không nhập. Đấy, bây giờ em sẽ quay chi tiết cái bộ Kenco cho cô chú anh chị xem nhé. Còn ai mà thắc mắc những cái vấn đề gì, có những cái câu hỏi gì thì có thể điện thoại trực tiếp cho em hoặc là inbox Zalo cho em, vân vân. Tất cả những vấn đề liên quan về áo quạt điều hòa em đều có thể giải thích, bởi vì em bán cái này 3 năm rồi. Kinh nghiệm của em nó cũng có gọi là một cơ số có thể nói chuyện được. Anh chị hiểu không ạ? Ok. Vâng đây nhá. Đây là bộ Japan này. Thì em lại chi tiết cho anh chị xem cái bộ giá rẻ này. Hàng Trung Quốc này. Ok. Ây da, là bay tủ bóng. Bạc cánh ạ. Đấy, anh chị nhìn mờ đến lõi đồng ạ. Đấy, motor không chịu than lõi đồng đúng không ạ? Ok. Mặt sau là DC 12V ạ. Đây là cổng cắm này. Đấy, nhiều thằng nó bán quạt điều hòa đến lúc nó cầm cái rắc để nó rút ra cho anh chị xem ấy. Nó còn cầm ở đây này. Nó cầm ở chỗ này này. Đấy, nó có biết gì đâu mà nó còn không hiểu là cách cắm như thế nào mà nó bán, nó dám tư vấn cho cô chú anh chị xong nó lấy toàn hàng đẹo với nó bán. Đây này, cầm ở đây nhá, chuôi này, chuôi phải cầm ở đây nhá cô chú anh chị nhá, cầm ở đây, rút ra hoặc cắm vào cũng phải cầm ở đây, không được cầm ở đây. Đấy, của bè là tại người, đấy là một cái mẹo nhỏ thôi. Quạt đây ạ, ba cánh nhìn nhựa này, HPS đúng không ạ, bóp này, đấy dùng lực ạ. Đấy. Không lún đúng không ạ? Chứ không phải cái loại bóp mà nó lún xuống được đâu đúng không ạ? Lún nhào nhào, mềm nhào nhào đâu. Đây. Thông số pin này 30.000, ghi 30.000 đúng không ạ? Xong này chỉ có 20.000 thôi. Em nói thẳng luôn, không thằng nào bán hàng nó dám bóc lõi cục pin này ra cho cô chú anh chị xem. Bây giờ kể cả nó bóc cục pin 70.000 đến 80.000 ra thì trong này nó cũng chỉ 20.000 thôi. Đấy, em nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Đây này, 40.000 nó sẽ như thế này. Cục pin 40.000 nó sẽ dày như thế này và nó sẽ nặng 8 lạng, hơn 8 lạng. Đấy. Thử hỏi cô chú anh chị sẽ đút vào đâu ạ? Cục pin 8 lạng đút vào đâu? Đút vào đâu để cái áo nó chịu được? Đúng không ạ? Nói gì đến pin 70.000 với 80.000, 80.000 thì nó như nào? Nó gấp đôi như này nữa. To như này này. Đấy thì đút vào đâu? Đúng không ạ? Đấy, nhiều người vẫn đang lầm tưởng. Đây là cái bộ Japan thôi rồi.
hàng em vẫn đang bán hàng giá rẻ này. Đấy, hàng này dùng khá là ok, tại hàng này em bán 35 rồi. Cái chất lượng của em dám khẳng định rồi. Còn đây là cái Kenco. Đây em mở ra rồi đây này. Một bộ Kenco nó gồm những gì vân vân. Tất nhiên là trên bao bì sản phẩm lúc nào nó có thông số đầy đủ như thế này và mã QR. Ok không ạ? Đây, người ta in đầy đủ hàng Nhật. Đây. Mã QR nó quét phát lên ngay. Ok. Thông số đây ạ. Đây. Người ta để chi tiết hết đúng không ạ? Đấy là bộ Kenco. Đây là một cái dây này, cộng dây kết nối của người ta này. Đấy, ok không ạ? Trên này in chữ này, Kenco, ok. Quạt mà hai cái quạt nhá. Đây quạt đây, em sẽ mở ra cho cô chú chị xem. Đây nhá. Đây khi em mở quạt ra này, độ mỏng của quạt này là cái thứ nhất này. Thứ hai anh chị nhìn cánh quạt này, trục này. Anh chị nhìn cái hàng Nhật nó như thế nào ạ? Nó có sự khác biệt không hề nhẹ đúng không ạ? Đây này. Tại sao cái giá trị của nó lại khác nhau đến thế? Đây anh chị có thể hiểu. Đây, cho anh chị so sánh này. Này, và đây này. Đấy, nó cũng có sự khác biệt không hề nhẹ. Tại sao cái giá của hàng Nhật nó cao thế đúng không ạ? Đây, vỏ nó đây. Nhựa của nó thì cũng là lựa ABS. Này, bấm này. Đừng có nói lún anh chị nhé. Không bao giờ có từ lún ở đây. Ok không ạ? Đây là quạt Nhật này. Đây, Kenco. Đấy, logo của người ta này, tinh xảo không, nhựa này, nhựa dày không, ok chưa? Đây là hai quạt, còn đây cục sạc này, sạc của Kenco họ áp dụng công nghệ sạc nhanh rồi. Đây là dòng của nó này, 2A này, chỗ bấm móng tay em bấm vào này, 8,6V mà 2A này, dòng này nhanh hơn là cái loại này này, hàng này là dòng 1,5A nó chậm hơn, còn cái này nó đẩy 2A này, nó đẩy nhanh hơn này. Nó sẽ rút ngắn thời gian sạc này. Thứ nhất, thứ hai là pin này nó có công nghệ chống chai pin. Tất cả thông số nó đều ghi ở đây ạ. Đấy. Ok không ạ? Đây. Và đây là trái tim. Anh chị nhìn thấy không ạ? Pin này lô màu xanh, lô màu đen. Đấy, trái tim Kenco. Đây. Mặt sau của pin này. Kenco đây ạ. Người ta in gọi là đường góc cạnh của người ta làm. Anh chị thấy chi tiết không ạ? Hàng công ty nó phải khác đúng không ạ? Và đây là tem. Đây là có mức 14V này, 11V, 9V, 7V này. USB này họ ghi rõ ràng 5V này, 2,1A này. Đấy là dòng để cho sạc điện thoại đấy ạ. Còn dòng sạc vào là 8,6V 2A này. Còn TPC 5V 2,1A là chính là cái cổng này này. Anh chị có thể dùng cái sạc điện thoại của anh chị có thể sạc cho cái cục pin này được này. Đấy. Khi nào mình đi mà mình quên cục sạc này này, mình có thể sạc tạm bằng cái điện thoại của mình nhá, sạc cho cổng này nhá. Đó chính là cái thông số ở đây nó ghi. Pin của nó 26.000 mAh. Ok không ạ? 26.000 mAh. Cục pin 26.000 mAh này so với cục pin 30.000 này. Này. Nó khác nhau không ạ? To hơn một tí đúng không ạ? Nhưng mà 26.000 của Nhật là 26.000 chuẩn. Thế còn cái này 30.000 nữa. 30.000 nữa. Thì là chỉ đấu 20.000 thôi, không phải 30.000. Ok. Đấy. Đây nhá. Cổng USB này để sạc cho điện thoại này. Đấy, mà bên trên này ông nút nguồn này. Đấy. Đây là cổng vừa sạc này lại vừa xả dòng ra luôn này, tức là cắm ra hai quạt. Bây giờ em lại cắm ra hai quạt cho cô chú anh chị xem. Và đặc biệt ở hàng Kenco nó sẽ có một cái giấy hướng dẫn sử dụng như này, nhưng mà nó toàn tiếng Nhật thôi. Đây này, toàn tiếng Nhật thôi. Chịu. Đây, giấy hướng dẫn sử dụng của người ta. Đấy, tất cả hàng Nhật anh em lưu ý anh chị này, là nó ít nhất là nó phải có mã cái QR này. Đấy ông, để check nguồn gốc xuất xứ, ok không ạ? Chứ còn bảo hàng Nhật, Nhật không có mã, không có gì cả, bao bì sản phẩm không ghi một cái thông tin gì cả, thông cảm với nha anh chị nhá. Kể cả có mã nhưng không quét được thì cũng không phải.